Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn một cái chức năng của lịch và tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách quản lý và làm lịch, cách quản lý lịch làm việc trên Microsoft Teams. Thì lịch là một cái chức năng rất là hữu ích cho các thầy cô và các bạn, trong đó thể quản lý cái lịch làm việc của mình. Thì để mà chúng ta có thể lên lịch học thì như thế nào, hoặc là lên lịch lớp học, thì chúng ta sẽ vào tab calendar hoặc là tab lịch. Trên phần mềm Microsoft Teams này chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta có thể tạo mới một cái cuộc họp như sau. Chúng ta sẽ nhấn vào cuộc họp mới. Tại đây tôi sẽ gõ cái tiêu đề, ví dụ thầy cô dạy lớp là tin học cơ bản, lớp sư phạm toán tin nhỉ. Đây chúng ta sẽ thêm người dự bắt buộc, có nghĩa là thầy cô có thể là mời một người nào đó ở ngoài cái tổ chức của thầy cô, có thể là không, người đó không có tài khoản tổ chức mà chỉ có tài khoản Gmail cũng được, thì người đó sẽ tham dự với tư cách là khách mời. Tiếp theo là cái thời gian chúng ta sẽ lên lịch học cho cái lớp học này. Và các thầy cô lưu ý ở đây một chút nhá, là cái lịch này, ví dụ như là tôi dạy là lịch của tôi là chiều thứ hai chẳng hạn, đúng không? Chiều thứ hai là bắt đầu từ ngày 6 tháng 4. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4. Và thời gian dạy của tôi là từ tiết 1. Tiết 1 thì các thầy cô sẽ chọn ở đây là 7 giờ. Nếu như mà các thầy cô dạy từ tiết 2, mặc dù ở đây tiết 2 các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ không phải là 7 giờ 30 nữa, mà sẽ là 7 giờ 45, tức là cái số tiết nó lẻ. Đúng không ạ? Thì có thể các thầy cô có thể nhập trực tiếp số 45 vào đây cũng được luôn. Đúng không ạ? Giả sử đây tôi nhập là tôi dạy là lúc 7 giờ và kết thúc của buổi học này tôi dạy 4 tiết thì giả sử là 10 giờ 30 chẳng hạn. Đó. Ở đây sẽ quy định cái lịch này chúng ta có lặp lại hay không, có lặp lại theo tuần hay không, đúng không ạ? Thì ở đây là lịch lịch học của tôi là lặp lại theo tuần. Thế nhưng mà tuần thì các thầy cô lưu ý là nếu như chúng ta chọn là hàng tuần thì nó sẽ kéo dài hết cả một năm học, đúng không ạ? Kéo dài hết cả một năm thì nó sẽ không được đúng. Vì vậy chúng ta sẽ nhấn vào mục tùy chỉnh. Trong mục tùy chỉnh này thầy cô sẽ ghi cái ngày bắt đầu học là ngày 6 tháng 4, lặp lại mỗi một buổi trên một tuần, đúng không ạ? Trên một tuần. Thì đây là tôi chọn là tuần, mà chọn là chiều thứ hai, chiều thứ hai. Và kết thúc ở đây là chúng ta sẽ chọn cái ngày kết thúc, thì các thầy cô có thể chọn ngày kết thúc có nghĩa là 3 tháng và đến ngày 30 tháng 6 chẳng hạn, thì chúng ta chọn là 30 tháng 6, sau đó là chúng ta lưu. Rồi thêm kênh thì tại đây thầy cô sẽ nhấn vào là chúng ta sẽ có rất là nhiều nhóm, thì cái lịch này các thầy cô áp dụng là của nhóm nào. Ví dụ đây tôi sẽ chọn là lớp tin học cơ bản. Thì trong này của tôi chỉ tạo ra một cái kênh là kênh chung thôi, thì tôi sẽ nhấn vào kênh chung. Còn nếu như quý thầy cô là muốn tạo ra trong nhóm này và ứng dụng một cái kênh riêng nào đó thì thầy cô cũng chọn, nó sẽ hiển thị kênh riêng và chúng ta chọn là, ở đây tôi chọn là kênh chung của lớp này. Thêm vị trí ở đây tôi sẽ chọn là lớp học ngoài giờ, đúng không ạ? Học ở nhà qua mạng. Tiếp theo ở đây tôi sẽ gõ thêm những cái nội dung hoặc là những cái ghi chú là yêu cầu sinh viên, đúng không ạ? Yêu cầu sinh viên phải tham gia đầy đủ. Thì đó là những cái lưu ý. Và sau đó là tôi nhấn gửi. Nhưng mà trước khi các thầy cô nhấn gửi, các thầy cô lưu ý cái chỗ múi giờ này. Thì hiện tại múi giờ của chúng ta là thuộc múi giờ cộng 7. Đó, chỗ này là sẽ là cộng 7 thì là chính xác nha. Chúng ta nhấn vào gửi. Thì khi đó là trên cái lịch này,
Đúng ạ, vào ngày mùng 6 tháng 4. Mùng 6 tháng 4. Chú thầy cô sẽ thấy có lớp tin học cơ bản sư phạm toán tin này. Cô Trần Thị Yến học ở nhà qua mạng và trên lịch này thể hiện từ tiết 1 là buổi sáng cho đến tiết 4. Đã. Thì cái lịch này nó sẽ diễn ra hàng tuần. Hàng tuần luôn. Tuần nào nó cũng sẽ hiển thị ở đây. Đó. Cho đến ngày kết thúc luôn. Vậy thì có những thầy cô là phải dạy 2 tuần, đúng không ạ? Một cái môn đó như chúng ta dạy 2 tuần. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì tôi xin lỗi, một cái môn đó nhưng thầy cô dạy 2 buổi trên một tuần. Thì khi đó thầy cô sẽ cũng vào, nhấn vào cuộc họp mới. Và thầy cô cũng nhấn tiêu đề, nhấn là tin học cơ bản lớp sư phạm toán tin chẳng hạn. Sau đó cũng vào nhấn vào ngày. Và ví dụ cô thầy cô sẽ chọn là, ví dụ là sáng thứ hai và sáng thứ sáu, thì cô sẽ gọi là sáng thứ sáu và làm các thao tác ứng với kênh cũng là lớp này luôn. Đó, và chúng ta cũng làm thao tác y hệt như vừa nãy tôi đã làm. Sau đó là nhấn gửi thì tự động là lịch của chúng ta sẽ được hiển thị. Và các thầy cô lưu ý là khi chúng ta tạo một cái lịch như thế này thì tự động trong cái nhóm, chúng ta sẽ vào nhóm tin học cơ bản 3C này, sẽ tự động tạo ra một cái lịch học online ở đây. Đó, lịch học. Và sinh viên cũng tự động sẽ nhận được những cái điện email, nhắn tin qua hoặc thư email lên lịch cái cuộc họp của cuộc họp này. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn cho thầy cô về cách chúng ta tạo lịch ở trên Microsoft Teams. Thì ví dụ như là chúng ta muốn họp, tổ chức một họp cá nhân với một ai đó, họp tổ chức, họp tổ chuyên môn vân vân, thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái cuộc họp như thế này. Giả sử chúng ta nhấn vào cuộc họp mới và chúng ta nhấn vào mục là họp tổ chuyên môn nữa. Chúng ta nhấn vào người tham dự và nhấn vào lịch. Giả sử tôi là nhấn vào ngày 6 tháng 4 và tôi nhấn vào lịch hòa họp vào buổi sáng ngày lúc 8 giờ đấy. Và có một cái chức năng rất hay trong lịch, đó là cái mục bên cạnh thầy cô sẽ nhấn vào cái mục là trợ lý lập lịch điểm. Trong mục này thì tôi muốn mời cô Yến dạy, cô Yến tham dự vào cuộc họp này, và tôi muốn mời một người khác nữa chẳng hạn như thế này. Thì ở đây nó sẽ thể hiện ra cái lịch, thì ở đây sẵn sàng thể hiện là thấy cô Yến là người dự bắt buộc và cô Yến không sẵn sàng tham gia vì cái buổi sáng ngày hôm đó cô Yến có lịch dạy. Chính vì vậy mà nó sẽ thể hiện đây cho người dùng biết là người này có bận hay không và người kia có bận hay không. Chính vì vậy là lúc khi đó chúng ta sẽ đề xuất thay đổi thêm thời gian làm sao cho phù hợp với tất cả mọi người đều có thể họp được. Thì đó là một cái công cụ rất là hay trong cái phần trợ lý lập lịch điểm. Thì cái lịch này á, nếu như mà thầy cô muốn chỉnh sửa, đúng không ạ? Chúng ta thầy cô muốn chỉnh sửa thì chúng ta cũng có thể là nhấn vào chỉnh sửa theo lần diễn ra, hoặc là theo chuỗi cuộc họp chúng ta sẽ nhấn vào mục chỉnh sửa, chúng ta chỉnh sửa cái lịch này rất là dễ dàng. Chúng ta muốn hủy cái cuộc họp này hoặc là hủy cái buổi học này, chúng ta tạo ra một lịch xà nó bị nhầm lịch, hoặc là chúng ta muốn hủy thì chúng ta có thể nhấn chuột phải và chúng ta hủy theo lần diễn ra hoặc là theo chuỗi luôn. Thì ở đây chúng ta có thể là, hoặc là các tính năng như tôi có thể trò chuyện với những người tham gia, hoặc là đến cái giờ học đó, đến buổi họp đó thì tôi nhấn vào chuột phải vào đây và tôi nhấn tham gia trực tuyến là tôi đã tham gia vào cái cuộc họp hoặc là tham gia vào cái lớp học vào không. Thì đó là một cái lợi ích và một cái tiện ích rất là hay. Như vậy là Yến đã vừa hướng dẫn cho quý thầy cô cũng như các bạn về cách chúng ta quản lý lịch làm việc của chúng
chúng ta trên Microsoft Teams như thế nào rồi. Hy vọng sẽ giúp ích được quý thầy cô và các bạn trong việc dạy online nhé. Ở buổi ở cái video sau thì Yến sẽ chia sẻ với các thầy cô cái cách mà chúng ta khi mà chúng ta tham gia lớp học online, chúng ta nói chuyện với sinh viên qua mic thì nó sẽ có rất là nhiều những cái tiếng ồn, và Yến sẽ chia sẻ với thầy cô một cái phần mềm mà giúp cho chúng ta loại bỏ những cái tiếng ồn đó, để cho cái chất lượng cuộc họp nó sẽ hoặc là chất lượng của cái buổi học nó sẽ tốt hơn. Xin chào mọi người nhé.